ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Thượng tọa Thích Nhật Từ, chủ trì chùa Giác Ngộ cùng chư tăng hiện diện. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng khóa tu hôm nay. Trước hết, xin kính vấn an sức khỏe đến Thượng tọa chủ trì cùng chư Tôn Đức Tăng và quý Phật tử. Cầu nguyện chư Phật gia hộ cho Thượng tọa mau sớm bình phục để trở về có thời gian tiếp tục hướng dẫn tu học cho các vị Phật tử chúng ta, cũng như chư tăng tại bổn tự, và đặc biệt là hỗ trợ các công tác Phật sự mà giáo hội đã giao phó cho Thượng tọa. Kính chúc tất cả các vị chư tăng và Phật tử luôn được nhiều sức khỏe, tinh tấn tu hành, và đặc biệt các vị Phật tử chúng ta luôn có được một cái cuộc sống an lạc thực sự trong khóa tu ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa với quý vị, sáng nay thì tôi cũng có giảng ở trên học viện, cũng chư tăng và Phật tử. Hôm nay thì được ban tổ chức mời về chùa Giác Ngộ để chia sẻ Phật Pháp với tất cả Phật tử chúng ta. Tôi nghĩ đây là một cái việc làm hết sức có giá trị, bởi vì trong cuộc sống đầy dẫy những cái mệt mỏi, căng thẳng, và tất cả Phật tử chúng ta thì đối diện rất nhiều những cái thăng trầm, những cái khó khăn trong cuộc đời. Nhưng mà nếu chúng ta là đệ tử Phật thì những bậc xuất gia không thể bỏ các vị Phật tử bơ vơ giữa dòng đời được. Và Thượng tọa Nhật Từ là một trong những bậc xuất gia đã có một cái kế hoạch và có cái tâm lo lắng chăm sóc cho tất cả chúng ta về mặt tâm linh, để làm cho một cái sức xúc tác cho chúng ta đủ nghị lực tiếp tục tu học để có đủ sức ra cuộc đời, ứng dụng và làm hoàn thành trách nhiệm của người Phật tử ở cuộc đời của chúng ta. Cho nên cái khóa tu này là cái khóa tu để mà tiếp sức cho tất cả Phật tử chúng ta, từ kiến thức cho tới cái phẩm hạnh, cho tới cái dũng và cái sự chịu đựng bằng giáo lý của Phật, để chúng ta ra ứng dụng cuộc đời làm sao tìm được cái sự an lạc khi mọi người còn đang đau khổ. Cho nên rằng cái khóa tu rất có ý nghĩa, thì chúng ta cố gắng tu niệm, thật tu thật học, để không phụ lòng Thượng tọa cũng như các bậc chư tăng tại chùa Giác Ngộ, cũng như là những vị phục vụ cho chúng ta trong những cái bữa ăn. Đó cũng là những người hộ pháp thầm lặng để mà hộ trì cho cái khóa tu chúng ta được hoàn mãn. Cho nên cái người biết tri ân là chúng ta cố gắng tu để mà hồi hướng công đức, chẳng những cho mình, cho họ hàng thân bằng quyến thuộc, mà chúng ta còn phải trả ơn cho những bậc xuất gia và đặc biệt những người thầm lặng ở dưới bếp của chúng ta. Cho nên cầu mong cái khóa tu chúng ta được thành tựu viên mãn. Và hôm nay tôi chỉ có một tiếng để chia sẻ Phật Pháp với các vị. 3 giờ chúng tôi phải về chùa Ấn Quang tiếp tục giảng. Mong các vị liễu tri và thông cảm. Tôi hôm nay tôi sẽ xin giảng trực tiếp chủ đề hạnh nguyện của người Phật tử. Mời các vị cùng lắng nghe. Thưa với quý vị, khi nói tới hạnh nguyện thì nó có 84.000 cái hạnh nguyện pháp môn để cho tất cả người đệ tử Phật chúng ta tu.
Và khi nói tới người Phật tử, không phải chỉ là những người đệ tử Phật ở dạng tại gia, mà nó bao gồm luôn cả các bậc xuất gia mới gọi là Phật tử. Phật tử có nghĩa là con Phật. Mà con Phật thì không phải Phật tử không, không phải cư sĩ, mà tại gia và xuất gia luôn. Thì cái hạnh nguyện của người đệ tử Phật, là tôi muốn nói cái hạnh nguyện gói gọn hai cái hạnh nguyện lớn, đó là tự lợi và lợi tha của người đệ tử Phật. Bởi vì cái hạnh tự lợi và lợi tha này là một đôi chân vững chắc cho tất cả những người hành giả đang tu trên quá trình giải thoát giác ngộ. Nếu giả sử thiếu một trong hai thì chúng ta sẽ khập khểnh, giống như con chim nó phải đầy đủ đôi cánh. Nếu thiếu thì nó sẽ không bay trên bầu trời cao rộng được. Nhưng cái hạnh tự lợi tôi nói hôm nay là cái việc tự tu cho bản thân, phát triển cái đạo đức và trí tuệ. Mà cái hạnh này thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ để cho các vị tư niệm, rồi chúng ta quay về chính chúng ta bằng cái pháp môn tự lợi như thế nào. Thì tùy cái điều kiện căn cơ của tất cả mọi người chúng ta đây. Tôi nói cái hạnh tự lợi là tôi muốn nhấn mạnh về cái sự tu bồi dưỡng cái tâm, cái đức tâm của chúng ta. Cái đức tâm, đức tâm đây đây có nghĩa là cái tâm đức của mình, cái mảnh đất tâm chúng ta hiện giờ chúng ta đang bị cấu uế, chúng ta đang bị phiền não làm cho mảnh đất tâm chúng ta không còn phì nhiêu màu mỡ nữa. Cho nên cái hạnh tự lợi này là chúng ta tự mỗi con người nhìn về chính mình để tìm lại và phục hồi lại cái mảnh đất tâm ban đầu của chúng ta, là mảnh đất thanh tịnh, giải thoát và có một cái hùng lực để chúng ta tiếp tục chuyển qua giai đoạn 2 là hạnh lợi tha. Ở đây cái hạnh tự lợi về mảnh đất tâm thì chúng ta thấy, nhìn ra cuộc đời, mặt đất của chúng ta phải nghiên cứu. Hạnh mặt đất rất tuyệt vời. Mặt đất của chúng ta có một cái sức chịu đựng rất lớn. Bất cứ một cái con người nào xả rác ở trên mặt đất, đổ nước dơ trên mặt đất, hoặc giả là đào bới đất ở mức độ nào, mặt đất cũng không bao giờ lên tiếng. Ở đây thì phải chăng mặt đất vì sợ con người, hay vì bi quan yếm thế, hay vì yếu đuối, hay là vì không dám nói mà mặt đất phải im lặng chăng? Xin thưa không. Mặt đất im lặng bởi vì đang hành một cái hạnh là sức chịu đựng và kiên nhẫn mà con người chúng ta không thể chịu đựng được. Đó là một ví dụ để mà tôi nói về mảnh đất tâm của chúng ta. Ở đây thì chúng ta thấy mặt đất nhờ sức chịu đựng bền bỉ như vậy, nhờ cái sự kiên nhẫn như vậy, không nói bằng lời nói, không biểu hiện bằng hành động, chỉ mà dồn chứa tất cả những cái nội lực để kết thành một sức mạnh. Và chính cái sức mạnh đó tạo cho mặt đất có một cái bền bỉ, kiên nhẫn, chịu đựng. Và kết cuộc mặt đất trở thành cái nền tảng sự sống của tất cả muôn loài trên cuộc đời này. Nói về chúng sanh thì có hữu tình và vô tình chúng sanh. Mà nói rõ hơn thì chúng sanh bao gồm con người, các loài động vật và các loài thảo mộc. Thế thì mặt đất này nó là điểm tựa, là nền tảng sự sống phát triển cho tất cả. Con người chúng ta là một chúng sanh hữu tình,
Thì cho dù mọi con người chúng ta xuất phát từ mọi gia đình khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, địa vị khác nhau, trình độ khác nhau, vật chất cũng ở khác nhau, nhưng cho dù mạnh hay yếu, chúng ta cũng phải cần có mặt đất để làm cái điểm tựa, để đứng vững trên cuộc đời này. Phát triển cũng nhờ mặt đất này. Không ai mà giỏi thành đạt mà đứng lơ lửng trên không cả. Đó là cái mà chúng ta tư niệm, mặt đất trở thành nền tảng sự sống của con người chúng ta. Đó là cái ý thứ nhất mà tôi muốn nói với các vị. Chúng ta có thể vỗ ngực xưng tên chúng ta là một cái người thành đạt, trí thức và có quyền uy, có danh vọng, nhưng không phải tự mình đứng lên được, mà phải nhờ mặt đất làm nền tảng chúng ta mới đứng vững được. Cái điều thứ hai, đối với tất cả các loài động vật, mặt đất cũng không phân biệt bất cứ các loài nào, dung chứa tất cả và giúp cho tất cả, sẵn sàng làm một cái điểm tựa cho tất cả mọi người nương và phát triển, để mà nương vào duy trì cuộc sống. Cho nên mà mạnh như con voi, dữ như con sư tử, con hổ, độc như con rắn, hoặc giả là yếu mềm như con thỏ, và lập lửng như là con chuồn chuồn, vân vân, các loài con muỗi vân vân. Nhưng tất cả cũng sự sống bồ tồn tại cũng dựa trên mặt đất này để mà sống. Cho dù các chim muông bay ở trên không cũng phải đáp xuống mà tìm thức ăn, cũng phải đáp xuống mặt đất để nghỉ ngơi. Cho nên mặt đất trở thành nền tảng sự sống của các loài động vật. Cái ý thứ ba là các cây thảo mộc cũng vậy. Lớn như cây đại thọ, vững như thế, gà chó không bơi được, nhưng sức mạnh của cây đó cũng phải dựa trên mặt đất để hút chất dinh dưỡng mới nuôi được cái thân nó như thế. Chứ không tự động mà nó khỏe, nó mạnh, nó lớn được, mà phải dung dưỡng từ mặt đất lên. Cho tới cây yếu mềm như cây lúa cũng phải dựa trên mặt đất này để mà phát triển tồn tại. Nói tóm lại, mặt đất trở thành nền tảng sự sống của tất cả các loài chúng sanh, bởi vì mặt đất có được cái hạnh kiên nhẫn, bền chí mà chúng ta bỏ quên, chúng ta cũng được như vậy. Mảnh đất tâm chúng ta hiện nay là không có được như là cái nội lực, cái sự chịu đựng chúng ta không đủ như mặt đất. Cho nên chúng ta bị phiền não và những cái rác rưới của cuộc đời nó chút vào trong cái mảnh đất tâm của chúng ta. Cho nên bất cứ gieo cái gì vào cái tâm phiền não đó thì không bao giờ ra hoa kết trái được. Giống như hạt giống tốt mà bỏ vào cái mảnh đất sa mạc, mảnh đất không phì nhiêu, thì hạt giống nó sẽ chết. Chúng ta, những người Phật tử ở đây là những người có chủng tử Phật Pháp. Một, những người đây là những người có hạt giống tốt, nhưng mà chúng ta gieo vào mảnh đất tâm chúng ta ở một cái mảnh đất phiền não, không biết dọn dẹp, cho nên chúng ta tu hoài mặt vẫn nhăn, chẳng có tươi như Đức Phật Di Lặc cả. Bởi vì chúng ta không biết gạn lọc, không biết trồng tỉa, không biết làm cho mảnh đất khô cằn trở nên phì nhiêu màu mỡ. Nên tôi nói về cái nghĩa ví dụ để qua về cái nghĩa bóng, cho chúng ta thấy đất tâm chúng ta cũng vậy. Bản chất của mặt đất nó vốn thanh tịnh, nó không đòi hỏi, không nhu cầu, không có bất cứ một cái gì mà quy định quy tắc nào cả. Tự con người làm cho mặt đất thế này thế nọ thôi, mặt đất vẫn là đất thôi. Thì tâm chúng ta cũng vậy. Ban đầu mảnh đất tâm chúng ta vốn trong sáng, nhưng khi mà chúng ta lớn lên tiếp tục đối diện với cuộc đời á, biết cái gì là nó nhập vào trong mảnh đất tâm đó. Nhưng mà toàn là chúng ta biết toàn cái xấu nhiều hơn cái tốt, cái tham nhiều hơn cái thiện. Cho nên mảnh đất tâm chúng ta nó bắt đầu nó biến dạng trở nên là mảnh đất phiền não đầy cỏ rác không. Thì nếu giả sử mảnh đất mà không còn chất dinh dưỡng, chúng ta tu kiểu nào, gieo cái
cái chủng tử chúng ta vào cỡ nào chúng ta không thấy được an lạc. Cho nên cái tu cái hạnh tự lợi này là tôi muốn các vị phải nhìn lại chính mình, để chúng ta xem rằng mỗi con người chúng ta có một cái pháp môn tu hợp với căn cơ của mỗi người chúng ta. Nhưng mà chúng ta đừng tu theo xu hướng, đừng tu theo phong trào, mà chúng ta phải nhìn lại chúng ta. Pháp môn của Đức Phật thì 84.000 pháp môn tu, để mà tương xứng với lại 84.000 căn cơ của chúng sanh. Tất cả chúng ta đây, trong này không phải ai cũng tu niệm Phật hết, và cũng không phải ai cũng tu thiền, cũng chẳng ai phải tu mật. Tất cả chúng ta đều mỗi cái trường phái khác nhau. Nhưng hễ đến chùa Giác Ngộ này, chúng ta phải tôn trọng cái sự tu mà Thượng Tọa đã đưa ra, cái chương trình tu. Hòa nhập được, người đó mới là hành giả tu học. Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng sáng hôm nay cũng nói tại học viện, cái tu của chúng ta đó, đừng bao giờ rơi vào cái cố chấp theo truyền thống của chúng ta, mà chúng ta phải biết gạn lọc, chúng ta phải biết lắng nghe, và chúng ta phải biết học tập và trao đổi. Ví dụ người tu niệm Phật vẫn có thể học tập những cái pháp môn thiền, rút tỉa làm thế nào để được cái sự chánh niệm tỉnh giác, được cái sự định tĩnh, thì học tập kinh nghiệm đó để áp dụng cho pháp môn tu niệm Phật của chúng ta. Và ngược lại cũng vậy. Mình đừng bao giờ cố chấp rằng tôi chuyên tu tịnh độ, vô chùa Giác Ngộ Thượng Tọa toàn cho ngồi thiền, không hợp cho nên không có tham gia. Thế là chúng ta cố chấp. Cho nên người học Phật muốn tu thực hiện cái hạnh lợi tha, có nghĩa là chúng ta phải tự chọn pháp môn đúng theo căn cơ chúng ta, mà tôi gọi là trạch pháp trong thất giác chi, thất bồ đề phần. Thì chúng ta thấy là trạch pháp là quan trọng nhất. Nếu một con người không lựa một cái pháp môn đúng đắn, đúng đắn đây là tôi nói là hợp với căn cơ trình độ của chúng ta đó, thì chúng ta tu hoài không bao giờ có được nội tâm an lạc. Bởi vì nó choãn, nó choãn đi. Ví dụ cái tính chất của chúng ta là nó trầm lắng, ít nói, phải không ạ? Và nó lại muốn thanh tịnh, thì chúng ta hợp thiền hơn là hợp niệm Phật, ví dụ vậy. Hoặc là chủng tử chúng ta chỉ hợp niệm Phật, mà bắt chúng ta là trì chú thì làm sao được. Giống như là lấy rau ông này cắm cầm bà nọ là không được. Cho nên pháp môn Đức Phật đều là chánh pháp, nhưng chúng ta vận dụng sai. Sai đây là không phù hợp với căn cơ chúng ta, cho nên chúng ta tu hoài chẳng có thấy cái khuôn mặt bồ đề của chúng ta, mà toàn là thấy khuôn mặt nhăn nhó không mà. Tu làm sao mà càng ngày càng đẹp, càng hảo tướng, thì cái tu chúng ta nó mới có giá trị. Chứ tu gì nhìn mặt gắt củ kiệu quá làm sao được, đúng không ạ? Cho nên nó biểu hiện cái sự giải thoát ở trên khuôn mặt, đó mới gọi là người tu đúng chánh pháp. Cho nên chúng ta đừng theo phong trào. Có nhiều Phật tử hỏi tôi chứ, thưa thầy, con thì con tu theo tịnh độ, sáng thì con niệm Phật, rồi trưa thì con lại sám hối trì kinh, rồi tối con trì chú, rồi trước khi mà ngủ thì con ngồi thiền, thế thì có hợp không thầy? Thầy nói cô cảm thấy hợp không? Nên con thấy nó cũng an lạc. Nên an lạc được rồi. Nhưng mà chúng ta lầm. Cái an lạc này là xuất phát từ cảm xúc hay là an lạc từ nội tâm, mà mình trực nhận từ nội tâm, đó mới là cái quan trọng. Ở đây đa số mà chúng ta không khéo á, thích thì tu, không thích thì thôi. Thích đi chùa này, không thích thì thôi. Thích trụ trì này thì đi, còn không thích nữa thì bỏ trong trụ trì đi chỗ khác. Cho nên chúng ta tu theo phong trào. Chúng ta tu như thế thì chúng ta không thấy được cái sự an lạc, bởi vì trạch pháp chúng ta không rõ ràng. Cho nên ở đây thì tôi mới nói một cái điểm mà tự tu cho chúng ta, để làm pháp môn nào làm cho cái mảnh đất tâm chúng ta hết phiền não, mà nó biến cái mảnh đất tâm đó thành một cái mảnh đất phì nhiêu màu mỡ. Để chi? Để chúng ta rót vào những cái chủng tử thiện, nó sẽ nảy cành xanh lá, ra hoa kết trái. Những cái chủng tử thiện đó là gì? Là pháp môn tu nè,
tham dự khóa tu là bát quan trai, là niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền vân vân, nghe giảng vân vân. Đó là những chủng tự thiện rót vào trong mảnh đất tâm thanh tịnh của chúng ta, thì lúc đó nó sẽ trở nên màu mỡ phì nhiêu. Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta không gạn lọc, tâm nó đã dơ, rót vào không mà nó hỗn tạp, giống như là một cái chai nước dơ, chúng ta đổ mà không hết nước dơ. Chúng ta có đổ nước sạch cỡ nào nó màu trắng trong suốt chăng nữa, nhưng mà vi khuẩn dơ vẫn còn tồn tại trong cái chai đó, bởi chúng ta chưa súc sạch. Cho nên cái quan trọng nhất là đến với đạo Phật là phải bằng cái tâm chân thật, và phải tu cái dạng là muốn rót vào cái chủng tự thiện, chúng ta phải gạn bỏ một cái phiền não trong lòng chúng ta ra. Cái này tu là cái sự gạn lọc, và đó mới là cái pháp môn tu của bản thân chúng ta. Cho nên ở đây là cái hạnh từ lợi, tôi muốn nói là cái pháp môn để cho chúng ta tô bồi cái mảnh đất chúng ta nó đang bị chết á, trở thành màu mỡ phì nhiêu, là chúng ta phải tìm những cái hạt phân loại nào hợp với mảnh đất đó, và nước nào để mà tô dưỡng cho cái mảnh đất nó đủ chất dinh dưỡng, nó trở thành màu mỡ, là do chính chúng ta tự phải chọn. Mỗi sáng 6 giờ sáng, 5 giờ rưỡi sáng, tôi nghe cái chương trình bông lúa gì đó, phải không? Chương trình khuyến nông buổi sáng đó, thì tôi sẽ thấy là bây giờ phân mà còn giả nữa thì làm gì vậy? Phân bón đó giả như thế, nếu như một người nông dân mà không có phát xác định rõ ràng hễ tới nghe tới phân bón là cứ nhắm mắt là bón cho cây lúa là chết. Thời nay chúng ta cũng vậy này. Pháp môn thì đúng của đạo Phật, chính pháp, nhưng mà người truyền thừa, người thực hiện không đúng thì tự nhiên nó trở thành phản tác dụng cho chúng ta. Đừng bao giờ đổ thừa lời dạy Phật sai, không đúng, bản thân mình hành sai, hiểu sai, cho nên kết quả không có tốt. Đừng đổ thừa. Chúng ta là họ thích chứ không phải họ đổ, đúng không? Thích tu chứ không phải thích đổ lỗi. Cho nên đây là cái chúng ta phải nắm bắt được. Cho nên trong quan điểm của tôi á, thì dung thông tất cả, cho dù chúng ta tu thiền, tu tịnh hay tu mật, nó cũng nằm gói gọn trong một pháp môn duy nhất, có nghĩa là tam vô lậu. Tam vô lậu học giới, định và tuệ. Cái giới này á, chúng ta gọi là cái giới điều, giới luật. Giới luật của Đức Phật chúng ta phải khẳng định rõ. Cái giới là một cái sự kinh nghiệm từ Đức Phật khi thành đạo. Ngài dùng trí tuệ xét coi cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai của tất cả chúng sanh, thấy rằng chúng ta cần phải giữ giới để mà bảo vệ cho cái tâm chân chất của một con người chúng ta khỏi bị những phiền não, những cái tham ái, những cái dục lạc ở đời mà dụ dỗ kéo lôi chúng ta, để chúng ta bước vào cái dòng luẩn quẩn của cuộc đời. Cho nên giới là cái phương tiện hàng rào để bảo bọc cái tâm bồ đề chúng ta, nó chưa có bén rễ, nó sẽ có giá trị cho chúng ta. Cho nên tất cả Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta đã và đang tu thì không thể rời giới luật được. Nhưng mà cái giữ giới của chúng ta đó, nó phải giữ giới theo cái dạng mà chúng ta hiểu được giới, lợi ích của giới, chúng ta giữ giới thì chúng ta mới có được an lạc. Còn nếu không, nếu mà chúng ta cảm thấy giới là một cái gông cùm xiềng xích, là cản trở cuộc sống tự nhiên của chúng ta đó, thì chúng ta mãi mãi không bao giờ có an lạc khi chúng ta giữ giới. Mà nếu mà hiểu được thì chính giới luật không phải là một cái gông cùm xiềng xích con người, mà nó ngược lại, nó là những tràng hoa tô điểm nhân cách đạo đức của con người của chúng ta, nếu như chúng ta hiểu được giá trị của giới. Mà nếu hiểu được thì không chấp, không rời, mà hiểu được chúng ta mới thiên biến vạn hóa, người đó mới gọi là người trì giới. Đừng bao giờ chúng ta mang tư tưởng đại thừa Phật giáo là chúng ta không cố chấp, có phải không ạ? Tư tưởng Phật giáo đại thừa là không cố chấp, mà phải thiên biến vạn hóa. Ở ống thì tròn, ở bầu thì dẹp, ông bà chúng ta dạy. Nơi nào cần thì đến, nơi nào hết thì đi, một cách an lạc tự tại. Cái giải thoát đó mới gọi là tư tưởng Bồ Tát đại thừa. Hôm nay chùa Giác Ngộ tổ chức tu là cần hàm Phật sự.
Thì tất cả những người Phật tử, Bồ Tát tùng địa giọng xuất đấy, tề tụ từ ở mỗi gia đình riêng về đây tề tụ để làm cho cái khóa tu nó được thành tựu. Nhưng mà xong Phật sự rồi thì mạnh ai nó về chốn cũ chứ. Chứ ở đây siêu suốt như thế thì 500 người mỗi ngày ở đây thì tiền cơm gạo đâu chịu thấu, sao nuôi các vị được. Cho nên đó là những vị Bồ Tát đến đi tự tại thông dong, nơi nào Phật Pháp cần thì Bồ Tát xuất hiện ngay. Khi xong mỗi người trở về cái nơi mà chúng ta đang ở, nó là như vậy. Như vậy thì mới gọi là cái hạnh giải thoát của một người đệ tử Phật. Cho nên đây tôi chỉ nói ví dụ là giới luật, chúng ta đừng cố chấp, đừng buông thả, mà phải hiểu được chúng ta uyển chuyển thì giới luật mới có giá trị cho chúng ta. Tôi nói ví dụ như bây giờ trong thời gian vừa qua gần đây nhất là cái bệnh Zika phải không? Zika đúng không? Truyền từ muỗi. Như thế bây giờ nếu con muỗi đó nó đã bị bệnh truyền nhiễm Zika mà nó bay vô nó chích anh này thì sao? Anh này có đập hay là không đập? Các vị đập không? Ai không đập giơ tay? Rồi ai đập giơ tay? Rồi mấy người không giơ tay theo phe nào? Đó một cái rất đơn giản cho chúng ta thấy. Giữ luật học dễ nhưng ứng xử mới là khó. Anh có thể ứng xử được với luật là anh phải hiểu được luật, anh mới mạnh dạn anh ứng xử được. Nếu giả sử con muỗi mà truyền bệnh Zika mà nó vô cô này chích thì cô này bắt đầu không dám đập. Đập cũng chết và không đập cũng chết không? Đập rồi cũng có lỗi, mà không đập thì cũng mình chết luôn. Cả hai đều chết. Chết về tinh thần, chết về thể xác. Nhưng cô này cũng tử tế lắm, giữ luật lắm, nhưng mà không đập, ngược lại phủi cho nó qua bên kia, nó chích người kế bên. Như vậy thì mình cũng mang tội gì? Mình gì vậy? Coi như là gián tiếp đúng không? Nếu mình không phủi con muỗi qua thì làm gì bà đó phải bị chích mà phải bị nhiễm bệnh. Mình có giỏi Bồ Tát thì cho chích đi à, mà ngu gì để cho chích? Chích mình chết làm sao? Thân người có được, Phật Pháp khó nghe, khó gặp, khó hành. Cho nên chúng ta tu mà tiệm tu, chúng ta phải cần cái thân này để chúng tu. Cho nên trong thời điểm đó chúng ta phải làm sao? Để mà giữ giới mà không bị chấp giới, mà người khác người ta nhìn vào, người ta thấy là hành giả của Phật giáo thật sự tu hành nó hợp lý, hợp tình, hợp khoa học. Vậy mới là đệ tử Phật chứ. Chứ phải dạy đi mô Phật, cái mô Phật giữ được, mô Phật giữ được, giữ cái kiểu đó là chấp giới, là coi như đi vào thế giới tà ma hết. Tôi nói rất là đơn giản. Như bây giờ cái giới nói dối này, tôi nói dối này là cái thực tế để chúng ta coi chúng ta đã hiểu đạo nhưng chúng ta vận hành hợp hay không. Người tu á, ai nói thật thì không biết, nhưng mà tôi thì tôi chưa chắc cả nhà. Tôi nói tôi chưa chắc. Ví dụ như trong Phật tử ở đây, các vị quý mến các thầy, các vị muốn tạo một cái công đức cho nên các vị thỉnh các thầy về nhà trai tăng cúng dường Long Thanh mà các cô các chú cũng có thể mướn người vào nấu ăn để mà dân cúng cũng được. Nhưng ở đây lại ngặt nổi là muốn tự tay, kính quá đâm ra muốn cái gì cũng tự tay để dân, để tròn cái công đức. Trên cô này thì ngặt nổi nấu ăn không khéo, nhưng mà muốn tự nấu cúng, đúng không ạ? Người ta phải tức hơm, phải nói tôi cũng là từng nấu ăn ở dưới bếp chứ phải do giỡn bao nhiêu năm. Cho nên cực khổ lắm, cho nên các vị tu á, các vị phải hồi hướng một chút cho nhà bếp dùm cái. Những người âm thầm lặng lẽ góp sức cho cái việc tu chúng ta đấy, cực lắm đấy, đúng không? Chắc mấy bà nhà bếp đang thích tôi lắm á. Cực lắm như vậy. Như thế thì bây giờ người ta thức đêm thức hơm nấu cho mình ăn. Rồi bắt đầu cô này cô bạch xong rồi thầy đang ăn, nó mô Phật thầy, món này con nấu hổng huy con hầm cả mấy tiếng đó, thầy dùng thử coi có ngon không. Mày nếm vô. Giọng thầy nói làm sao?
Ngon quá phải không? Mà ngon quá xin mời thầy dùng thêm đi. Mặn quá sao ăn vô. Mà mình nói dối là mình cũng chết, mà nói thật cũng chết. Có phải không ạ? Bối cảnh đó chúng ta sẽ như thế nào? Đó mới là người biết trì giới thật sự. Chúng ta xử lý được mới gọi là trì giới. Mặn mà nói mặn á, giống như tát nước vô mặt người ta. Nhiều khi con cái người ta lại nghĩ khác là sao? Mẹ mình lớn tuổi, mình cung phụ mẹ mình, chứ mẹ mình chưa bao giờ xuống bếp. Và vì các thầy này cho mẹ mình xuống bếp nấu ăn còn chê nữa. Tự nhiên làm thối tâm con cái người ta. Nếu nói thật đấy, cũng chết. Mình nói dối, ngon, ngon lắm. Bẩm ngon, ngon thì vậy, ngon thì thầy dùng thêm đi thầy, ở đủ rồi. Lỡ mà bà này bà cũng nghĩ uống ngon, sao thầy không ăn. Bà lỡ bà nếm cái nó mặn chưa chườm chát thì lúc đó bà nghĩ ông thầy thế nào. Đúng không ạ? Cho nên trong cái cách đó đó, tôi chỉ trả lời một câu thôi. Được. Thoát nạn. Phải không ạ? Lửng lửng gì đó, hiểu sao hiểu. Được, tôi thấy được rồi đó. Mặn hay không mặn tùy cô biết thôi, được. Cho nên cái đó là cái chúng ta nhớ là cái ứng xử mới là cái quan trọng. Mình giữ giới, mình nói thật cũng chết, mình nói dối cũng sai nữa. Cho nên lửng lửng lập lờ như thế gọi là Phật Pháp nó nằm trung đạo chỗ này. Cho nên tôi đi đâu mà tôi rất sợ Phật tử mà mời về trái tăng mà hỏi thôi món này ngon không thầy, tôi sợ vô cùng. Mong các vị làm ơn, làm phúc, làm đức, làm giàu, đừng hỏi. Làm cho các thầy rắc rối lắm. Đúng không ạ? Đó là cái mà tôi muốn nói một vài điểm cho các vị thấy chúng ta giữ luật thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ thế nào. Bởi vì thời điểm này là thời điểm khoa học ngày càng tiến bộ, dân tình cũng trí thức. Chúng ta không phải nói như thế là người ta nhắm mắt người ta nghe đâu. Nhất là giới trẻ phải thấy rõ, phải hợp lý nó mới phục. Chứ nói trên trời dưới đất là không được. Tôi chưa bao giờ tôi gặp giới trẻ đùng cái ngày con vô chùa tụng kinh đi, tốt lắm đó, có phước lắm đó. Ăn chay đi, ăn chay nhiều có phước. Nó quật cũng hỏi lại một câu, phước đâu là thế nào? Phước sao con thấy con ăn chay con khổ không? Trả lời sao? Không được. Cho nên đối với giới trẻ khác với người lớn tuổi. Người lớn tuổi chúng ta là thăng trầm bảy nỗi chín lên trên cuộc đời rồi, nói đâu là thấm tới đó liền. Giới trẻ nó là khác, nó theo cái trường lối khoa học mà. Cho nên chúng ta phải nói có sách mách có chứng. Tôi gặp giới trẻ tôi chưa bao giờ khuyến nó tu. Nhưng mà tôi nhìn nó đang cần gì tôi bổ sung cho nó. Khi mà bổ sung nó đúng rồi á, nó tự động nó quay lại nó theo ông thầy liền. Nó tự động nó tới chùa thầy ở đâu thì chùa thầy đâu nó mò tới liền. Bởi vì mình là cái người để làm lợi cho nó, chắc chắn nó sẽ tới. Khi mà tới rồi, vô vòng tay mình rồi, lúc đầu nắng nót như gì chuyện của mình. Thấy không? Hay hơn chứ. Đó là kinh nghiệm của tôi. Đối với giới trẻ, tôi luôn giáo hóa theo tâm lý và theo tính cách của từng đứa một. Vì các cháu là nó đang vội đi vòng ở cho cái bùng binh của cuộc đời mà. Các cháu chưa định hướng được thì đang nhờ chúng ta phải định hướng cho các cháu. Nhưng mà muốn định hướng mình phải biết được nó đi hướng mô nào chứ. Ví dụ nó muốn đi ra ngoài Bắc mà nó đi vòng vòng bùng binh, nó chưa biết đường, mình phải hướng cho nó đi ra hướng Bắc chứ. Thế mà mình chưa biết gì nên là sớm sát là nhỏ đi hướng Bắc chỉ về hướng miền Tây thì sao được. Đó, cho nên cái người lớn chúng ta giáo hóa thì chúng ta cũng phải là như vậy. Cho nên quay trở lại vấn đề tôi muốn nói cái giới luật, năm giới thôi. Các vị nhớ là không có ham nhiều giới. Năm giới là cái cội gốc đi đến Niết Bàn mà cũng là nền tảng đi đến quả vị chư Phật. Chúng tôi giới của chúng tôi 250 giới cũng triển khai từ năm giới gốc này. Bồ Tát 10 giới trọng 24 giới, 48 giới thinh cũng từ cái giới này. Đừng có ham hố nhiều quá. Năm giới giữ không nổi rồi giữ tới 48 giới, 10 giới. Giữ được thì tốt, nhưng mà phải liệu cơm mà gấp cái gì? Tàu hũ.
Dài là trúng liền. Nếu mà mấy cô chú mà nói mắm chay thì tôi đâu có gì để nói. Ai biểu nói mắm không là tôi nói thêm tàu hũ vô. Rồi, như thế thì cái vấn đề cái hạnh tự lợi á, thì chúng ta thấy là mỗi con người chúng ta không thể thiếu cái sự giữ giới được. Nhưng mà giữ giới như thế nào để có được kết quả là chúng ta phải hiểu được giới, thấy được giá trị của giới, chúng ta biết vận dụng giới vào đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc, thì người đó mới gọi là người biết trì giới, chắc chắn sẽ được an lạc. Còn không là chúng ta sẽ thất bại bởi vì chúng ta chấp giới, chúng ta sẽ sai. Mà khi chúng ta đã thuần giới rồi đó, giống như cái tâm Bồ Đề chúng ta nó cứng, bắt đầu chúng ta mới ra ứng xử cuộc sống, đối diện tất cả những tiền bạc danh lợi địa vị vật chất, thì chúng ta không bị lay động như những người đời ở bên ngoài. Mà khi tâm chúng ta sống trong giới thì nó không bị lay động, thì lúc đó chúng ta đang sống trong định. Định không phải ngồi lù lù đóng gì là định đâu, mà là tâm không bị dao động tất cả mọi cái dục lạc ở đời. Cầm tiền không nhiễm tiền, đó là định. Hút thuốc mà không nhiễm, đó là định. Nhậu mà không say là định. Rõ ràng không bị lay động, không bị gì, không bị chi phối thì là định chứ còn gì nữa. Nó rõ ràng thôi. Cho nên khi mà chúng ta sống trong tất cả môi trường cuộc đời không bị dao động, lúc đó tuệ nó sẽ bừng sáng. Mà khi con người chúng ta sống bằng trí tuệ, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta là Phật. Phật là giác giả, là con người giác ngộ. Mà giác ngộ là Bồ Đề, Bồ Đề là trí tuệ. Con người sống với trí tuệ có nghĩa là chúng ta đang sống ở cảnh giới Phật. Cầu Phật ở đâu nữa? Sống mà cứ u mê, sống cái kiểu mà cố chấp, mà cứ đòi lên Tây Phương sao lên. Cho nên cái định hình của chúng ta tu, chúng ta chưa có tìm được cái mục tiêu. Cho nên cứ tu ở mờ, tu 10 năm, 20 năm mà đúng cái là Atula xuất hiện không mà. Biết Atula không? Sân á, nó nổi lên, đụng chuyện là bắt đầu hiểm thù vân vân. Cho nên cái đó là cái chúng ta bị thiệt thòi. Cho nên ở đây là năm giới rất quan trọng, là nền tảng. Khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta vận hành. Khi nào có dịp tôi sẽ phân tích từng giới một trong cuộc sống hiện tại, chúng ta ứng dụng như thế nào mà không phạm giới mà vẫn hòa hợp được cuộc đời, nhưng mà không bị quay cuồng bởi cuộc đời, mà ngược lại mình là người tích cực nữa. Cho nên các vị phải nhớ là Đức Phật dạy chúng ta tu á, không phải là hiền. Tâm chúng ta mất mớ gì mà hiền, nó có giữ đâu mà mình tu cho nó hiền, đúng không ạ? Tâm chúng ta là như như bất động, vốn thanh tịnh, không có hiền, không có giữ, mắc cái chứng thì tu để hiền. Mà nếu ai nghĩ rằng tu để cho tâm nó hiền hòa là sai, ra cuộc đời sao chịu nổi, sao bon chen, sao mà cạnh tranh được, đấu tranh mới sinh tồn, mình không đấu tranh sao sinh tồn được. Không lý ra chiến trường cái thấy người ta dơ xa để cho người ta bắn mình chết à, tu kiểu đó không phải. Cho nên chúng ta phải xác định tu là để đạt được trí tuệ, để thành Phật, để giải thoát. Xác định ba cái hướng đó thôi, chứ đừng có nương vào này nương vào kia. Nương theo Phật nhưng đừng dựa theo Phật. Nương theo Phật, nhờ tha lực của Phật để phát triển tự lực của chính bản thân mình. Cho nên cái phần tự lợi là tất cả mọi con người chúng ta không thể thiếu giới được. Chúng ta phải ráng tu giới, mỗi người tu mỗi hoàn cảnh khác nhau. Cái đó là cái mà chúng ta nhớ một điều đó. Tôi chỉ nói rằng nếu giờ các vị không uyển chuyển giới, các vị không sống hòa hợp với cuộc đời được đâu. Chúng tôi thì dễ, các vị còn phải là giao lưu, làm ăn, đối tác. Bây giờ các vị đi làm thì sếp mình thăng chức, các vị ổng tổ chức tiệc tùng, các vị ổng đi từng người một cái cụng ly rượu xanh ban gì tôi cũng chưa bao giờ uống, tôi nghe xanh ban thôi, ví dụ vậy. Mà các vị cứ cụng mà các thôi không uống như thế thì bị khựng giữa sự giao thoa, giao tiếp giữa sếp mình và mình, làm sao sống với ai được. Nên cố chấp chúng ta cũng chết. Và bây giờ ví dụ như chúng ta mà không có ai một lần để làm ông xui bà xui, ra giữa một cái bá quan văn võ như thế, người ta dâng rượu cho mình, bên nhà chồng thì người ta uống, bên mình thì thôi dứt khoát không,
dứt khoát không như thế, giống ai? Đó là cái chúng ta phải nhớ. Một giọt cũng không thấm vào môi nếu như không cần thiết. Các vị phải nhớ một điều này. Nếu mà như thế thì có ai mà tới mà quy y cửa Phật đâu. Mấy ông giám đốc làm sao dám tu? Mấy ông toàn là uống bia uống rượu không à. Nhưng mà mình khai cái chỗ đó đó, hạn chế, nếu như cần thiết chúng ta mới làm. Ký hợp đồng bây giờ toàn đâu phải trên bàn đâu, phải không? Mà có bàn cũng có, mà bàn nhậu chứ không phải bàn làm việc. Mình không hòa hợp với người ta, người không thuận người ta ký. Cho nên phương tiện đó chúng ta phải làm. Nhưng nâng ly rượu ly bia, mình phải nhớ chánh niệm tỉnh giác, mình là đệ tử Phật. Uống gọi là uống cầm chừng, uống làm sao chỉ quy được cái tư tưởng phong cách của chúng ta. Như vậy thì uống không phạm. Cái nghĩa của nó là như vậy. Bây giờ hút thuốc cũng vậy đó. Hút thuốc cho dù á, thuốc nó không có giới luật, nhưng mà nó làm cho chúng ta tổn hại về cái sự tu của chúng ta, về sức khỏe. Hút thuốc có hại. Nó để rần rần như thế, tiếng Việt chứ phải tiếng Anh đâu mà không biết. Ấy thế mà những người nghiện thuốc vẫn chấp nhận để hút. Như thế thì chúng ta là người gì? Đó là tôi muốn nói rằng Phật tử chúng ta sống phải trí thức. Còn người trí thức chưa hẳn là người trí thức đâu. Đa số là doanh nhân cũng trí thức vậy. Cũng thấy ai cũng hút thuốc cả. Mà thuốc nó để rần rần như thế, thấy hại mà vẫn hút. Như thế thì đâu phải. Giống như là thấy những cái côn trùng mà thấy ánh sáng là cứ nhào vô là chết, nhào vô là chết không. Nên chúng ta sống, đạo Phật quan điểm người trí thức là người sống bằng trí tuệ, chứ không phải sống bằng vô minh và tham ái. Còn đối với người đời chúng ta đó, người trí thức là người có học vị, người có hiểu biết. Nhưng mà chưa chắc là người trí thức đâu, chưa phải là người trí tuệ. Bởi vì người trí thức cũng trước đồng tiền chưa hẳn là dĩ vững tâm. Cho nên những người danh vọng, những người quyền thế, phải không ạ? Cho dù ngồi cái ghế ở mức độ nào cũng trước đồng tiền chưa hẳn là vững tâm đâu. Người trí thức cũng chưa hẳn vững tâm trước cái sự sắc đẹp của cuộc đời, danh vọng của cuộc đời, tiền bạc vật chất của cuộc đời. Người trí thức có thể nắm được hay không? Chưa chắc. Mà trí thức mà tôi nói là những nhà giáo hiện giờ đã và đang đổ xô về cái đạo đức, nó hạn chế xuống cấp rất nhiều cho lĩnh vực giáo dục của các trường đại học. Tôi nói không phải quơ đũa cả nắm, nhưng mà tình hình cuộc sống tạo cho những nhà giáo dục nó phải uyển chuyển, đánh mất đi chính mình về năng lực giáo dục. Một vài điểm thì tôi thấy ngay cả vấn đề nhà trẻ thôi, chúng ta cũng phải o bế cho cái cô mà để giữ trẻ chứ không thôi là cũng chưa xong đâu. Rồi giáo viên cấp 1, cấp 2 mà nếu không để con em mà đi học thêm cái ông này hả, là toi mạng luôn. Sự thật nó là một phần nhỏ đã và đang như thế. Mà giáo dục phải gọi là sư phạm mà còn như thế, cho nên cái tình huống xã hội đã và đang xuống dốc như vậy, thì chúng ta phải làm sao? Cho nên rằng đạo Phật mới nói rằng người sống bằng trí tuệ, người đó là trí thức. Người đối diện tất cả danh vọng cuộc đời mà không bị nhiễm ô, người đó là người trí thức, người biết sống. Trí thức như cỡ tiến sĩ này mà giỏi khỉ gì đâu mà giỏi. Tiến sĩ Phật học có nghĩa là ý nói Phật học chúng ta đã đạt quả cái học vị cao. Đối với đạo Phật không nghĩa lý gì cả. Bởi vì anh thâm Phật pháp, anh phải ngồi trên tòa sen chứ phải ngồi trên ghế gỗ này. Như vậy mới gọi là người tiến sĩ đúng mức của Phật học. Còn bây giờ vì tình thế hoàn cảnh hình thức thì các thầy xưng danh để mà còn đi vào trong vấn đề hành pháp lý hành chánh để mà giảng dạy thôi. Chứ tiến sĩ đâu có là cái gì quan trọng đâu, không bằng tu sĩ. Tôi nói thường, tôi nói vậy. Tiến sĩ người đời còn có thể đạt được, đúng không? Tu sĩ người đời chẳng ai theo nổi hết. Muốn cũng không được, nếu như không có chủng tử sao làm tu sĩ được. Mà hành giả mới sợ chứ học giả có sợ, sợ gì đâu. Học giả thì nghiên cứu dữ lắm, có hành đâu. Nhưng mà hành giả thì người ta đã học, người ta mới hành. Cho nên chúng ta thấy là cái đức là quan trọng lắm.
tiến sĩ này mà còn phải bị cuộc đời lừa đảo. Tôi nói thiệt, tôi nhớ mãi. Tôi có hai vấn đề. Một, tôi ra chợ tôi mua trái cây, mình đâu có chuyên. Hồi xưa toàn các cô Phật tử mua giùm thôi. Bây giờ mình ra mình mua bảo đảm mình chết chắc bởi vì bị lừa. Mình đâu có rành giá cả, đúng không ạ? Mà người mà buôn bán là phải dẻo mồm nữa. Ăn chào thầy mua Phật nghe. Mình nghĩ là Phật tử nha, đúng không? Dễ lừa mấy ông thầy chùa lắm. Mà nhất là tiến sĩ kiểu này, tiến sĩ giấy. À, thầy mua gì à? Con bán rẻ cho thầy bán vốn, không dám bán mắt, tội chết. Mình nghe mình chắc con này cũng được. Đúng không ạ? Bị lừa dễ lắm. Hỏi nho nhiêu ký? Dạ 70 á. Là vốn con này con lấy như người ta, con bán 90, bán thầy 70. À, bớt không cô? Không. Mua về hỏi bà bếp, bà bếp nói thầy ơi có 50.000 à. Nó bị lừa đúng không? Người trí thức như thế này nếu không có kinh nghiệm từng trải trong cuộc sống cũng chưa hẳn là gọi là trí thức trong cuộc đời. Mà chỉ cần cái người không cần học mà họ dồi dào kinh nghiệm về buôn bán cũng lừa một người trí thức như thường. Như vậy mình không đủ khả năng để xưng mình là trí thức trong cuộc đời này. Tôi nói như thế để mà cho tất cả những người, ngay cả tôi, chúng ta có học vị cỡ nào đừng bao giờ đặt nặng về cái vấn đề hình thức đó. Đối với Đạo Phật không phải gọi là trí thức, nhưng mà tu sĩ là một người trí thức, bởi vì họ hành giả. Nên tôi nói là tu sĩ đúng mức. Tôi nói là tu sĩ thật á, thật tu sĩ á, thì cái ý nghĩa tu sĩ thật sự tuyệt vời lắm. Ở đây là tôi nói như thế để cho các vị thấy rằng là chúng ta quay trở về mỗi con người chúng ta phải trang bị, tìm những cái phân nào hợp nhất, những nguồn nước nào hợp nhất, để trách nhiệm chúng ta là phải vun bồi chăm sóc cho mảnh đất tâm chúng ta trở nên phì nhiêu và vào mở để làm cái nền. Khi chúng ta có như vậy rồi á, thì bắt đầu chúng ta mới chuyển qua một cái giai đoạn thứ hai là chúng ta mới có sức định, không bị lay động, bởi vì chúng ta sống trong giới mà, phải không ạ? Sống trong giới, thuần về giới rồi thì trước ngoài cảnh chúng ta không bị lay động, là tâm chúng ta định. Và tâm định là phát sanh trí tuệ. Người có trí tuệ thì làm bất cứ một việc gì cũng đều thành tựu, bởi vì những cái hành sự, suy nghĩ, hành động của họ đặt trên trí tuệ để mà soi đường. Còn tất cả chúng ta ở đây nếu không tu, chúng ta làm một việc gì cũng bằng cái suy nghĩ, mà cái suy nghĩ đó gọi là cái kiến thức. Mà kiến thức đó là sanh diệt. Kiến thức mà tôi gọi tiếng Anh nó là knowledge, phải không ạ? Nó khác với là cái wisdom của chúng ta. Cái wisdom là cái trí tuệ. Còn cái kiến thức, cái knowledge này là mình lấy từ bên ngoài vào cho mình, chứ không phải của mình. Còn cái trí tuệ là từ bên trong nó toát ra. Khi nào tâm thanh tịnh, lúc đó tuệ phát sanh. Sống bằng trí tuệ thì hành động chúng ta sẽ đúng đắn, không bao giờ sai và luôn thành tựu. Cái đó là cái sự thật mà chúng ta phải nhìn thấy. Cho nên con người đời chúng ta là dùng cái kiến thức giỏi cỡ nào, dùng kiến thức để ấu đả nhau, để hãm hại nhau, để đoạt được danh lợi bằng cái tâm tham. Cho nên hai cái nó đúng, nó trở thành nó sai. Anh có thể thành tựu được cái sự nghiệp, anh có thể ngồi trên ghế ngai vàng chẳng hạn, anh cũng là chà đạp tất cả người khác anh mới có được. Đạo Phật chúng ta không phải như vậy, có phải không ạ? Đạo Phật chúng ta phải tự vững tâm cho chúng ta ngũ xạ tự nhiên, tự nhiên hương. Nếu chúng ta một người thực lực thực tài thì tự nhiên ta mời mình về làm việc thôi. Đó là cái sự thật. Ví dụ như tôi, thầy Nhật Từ, mấy anh em tôi có ai mà có bao giờ nịnh hót các cụ để xin một chút cái ghế để trong vị trí xã hội và Phật giáo đâu? Không có. Tự động các cụ thấy các cụ cho vào để làm việc, mời vào làm việc, vân vân và vân vân. Cho nên cái quan trọng nhất là cái đạo tâm chúng ta như thế nào. Đó tôi nói về mảng tự lợi. Cho nên khi mà nói về mảng tự lợi thì các vị nên nhớ rằng mình làm sao tập cho cái tâm mình như mặt đất. Phải có một cái sức chịu đựng bền bỉ, một cái sự kiên nhẫn bền bỉ. Chịu đựng này là vượt qua tất cả những cái sóng gió. Kiên nhẫn có nghĩa là vượt qua tất cả những cái u ám cuộc đời mà làm hãm hại mình, kiên nhẫn hết. Cái kiên nhẫn này một ngày nó tích tụ lại thành một cái sức mạnh, trở thành nền tảng sự sống của mọi người. Cho nên chúng ta sống với một mảnh đất tâm an tịnh như thế, lực chúng ta nó tỏa ra. Khi lực chúng ta tỏa ra như thế, giống như một cái từ trường, người ta tự động hút về mình hết.
gọi là ngũ xạ tự nhiên hương, không cần đâu hết. Cho nên trong các cụ á, trong bài học Càn Vàng chắc các vị thấy không, tu học sợ mình không đạo đức, đừng lo thiên hạ chẳng biết ta. Như có một cái câu nữa là bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu khách tầm. Người nghèo ở giữa phố thị muốn cho người ta biết tới mình chẳng có ai để ý tới mình cả, bởi vì mình nghèo. Nhưng người giàu trốn ở tận rừng sâu, người ta cũng đến người ta tìm mình bởi vì mình giàu. Người giàu đây tượng trưng cho người có đủ tài, đủ đức, đủ trí. Người nghèo tượng trưng cho là thiếu ba cái vấn đề: thiếu tài, thiếu đức, thiếu trí. Cho nên chúng ta phải nhớ, tu chỉ sợ là mình đánh mất mình, chứ không sợ ai không biết mình. Cứ thế mà tu, một ngày nào đó nó tỏa sáng, cái hương đức của một con người nó tỏa sáng, chính lúc đó người ta sẽ đến với mình. Mà tuổi trẻ, thanh niên, thiếu niên, thanh thiếu niên, nam nữ đồ, học cái hạnh này để tự tìm một cái người đi cùng cuộc đời của mình rất dễ dàng thôi. Mình phải tu dưỡng tự nhiên hút về thôi. Nó tới một nhóm cứ lựa ra, ai hợp thì mình kết vô thôi, có gì đâu. Cực khổ chi, tôi thấy ngoài đời tuổi trẻ thanh niên cực khổ gì ba cái chuyện đó, đúng không? Tình yêu mà mù quáng, thùng rỗng kêu to, nhà việc nhà thì gác, việc chú bác thì xiên, cha mẹ nhờ vả, con bận lắm nhưng mà bạn gái nhờ chút anh đến liền, vân vân và vân vân. Tuổi trẻ thanh niên tội dữ lắm. Tôi nói như thế có nghĩa là đạo Phật chúng ta hòa mình trong cuộc sống, nhưng bằng trí tuệ thì chúng ta mới hơn người đời được. Bây giờ cái cách thứ hai là khi chúng ta có đủ nội lực rồi, cái đức chúng ta phì nhiêu rồi, thì chúng ta bắt đầu thực hiện cái hạnh công đức của mình. Có nghĩa là tất cả mọi cái công việc thiện chúng ta bắt đầu đổ dồn vào, giống như hạt giống reo vào trong cái mảnh đất tâm chúng ta, để nó phát triển thành những cái công việc thực sự có lợi ích cho đất nước, xã hội và cho bản thân chúng ta. Rồi cứ qua đó là cái hạnh lợi tha. Cái hạnh lợi tha này á, chúng ta cũng không phải dễ đâu. Thăng trầm bảy nỗi chính lên đên, trầy da chốc dậy mới làm được việc. Được người này mất lòng người kia, dữ dằn lắm, mệt. Cho nên chúng ta phải làm sao? Tôi tặng cho các vị một món quà thứ hai, có nghĩa là nói một cái ví dụ là dòng nước. Tôi có một cái chủ đề hãy ứng xử như dòng nước, mà tập cái hạnh dòng nước này để chúng ta hóa giải, uyển chuyển, để làm cái hạnh lợi tha nó mới tròn đầy được. Nếu một con người có hạnh lợi tha mà cố chấp không thể nào thành tựu được, mà buông thả cũng không xong nữa. Chỉ có cách uyển chuyển tùy duyên bất biến mà đạo Phật dạy chúng ta. Bất biến tùy duyên thì cái hạnh lợi tha nó mới tròn đầy. Cho nên tôi nói về cái dòng nước, các vị sẽ thấy dòng nước là một chất lỏng mềm mại, đúng không ạ? Nhưng mà nó không phải mềm như cây lúa để nó dễ đổ, dễ ngã. Mà nó mềm như vậy để làm gì? Để nó thấm vô tới tường, bê tông, cốt sắt. Chỉ có nước mới thấm được thôi. Vì tính chất mềm của nước. Nó mềm như thế, nó lừ đừ như thế. Mà cái sức mạnh của nó bào mòn cả đá. Cho nên nói là nước chảy đá, đá mòn. Ghê gớm chứ. Thấy đơn giản gì mà không giản đơn. Rồi chính cái dòng nước nó mềm như thế mà cái sức mạnh nó vô song. Cho nên chúng ta mà có đi biển Long Hải, Vũng Tàu, làm ơn làm phúc để 1 giây, 5 giây hay là 10 phút ngắm nhìn biển, để chúng ta hòa cái tâm vào trong cái ứng xử của dòng nước. Tại sao mặt biển như vậy, dòng nước như thế mà nó có thể đủ sức mạnh nào là nâng cả mấy chục chiếc tàu lớn, bao nhiêu tấn lên khỏi mặt nước một cách dễ dàng? Còn khi chúng ta dùng cần cẩu thì nó hơi khó khăn rồi đó. Thì những cái đó là những cái bản chất của dòng nước, để chúng ta học, chúng ta ứng dụng vào cái cách hành trì chúng ta trong cái con đường chúng ta hoằng pháp độ sanh. Chúng ta học cái hạnh lợi tha là phải ứng xử phải như dòng nước, chúng ta mới thành tựu được. Còn không là phiền não nó sẽ theo sau. Thực sự là như vậy. Mà chính dòng nước này, bất cứ ai dơ quế đều phải đi tìm nước để rửa hết. Mà bản chất dòng nước không ai hại được nó, chặt nó cũng không ra được, đốt cũng không được. Các vị thấy không? Mà chính nó là nó mà dựng lên một cái là thôi, tiêu hết. Sống thần đó, các vị thấy ghê không? Cho nên ở đây muốn nói rằng
Chúng ta phải học hành dòng nước để chúng ta thiên biến vạn hóa. Chúng ta phải mềm để đối trị những người cứng đầu cứng cổ trong cuộc đời, giống như tường bê tông vậy đó. Chúng ta phải dùng mềm để chúng ta thấm. Mà học võ thiếu lâm thì tôi học hồi xưa tôi nhớ là nhu thắng cương đó. Nếu đối thủ chúng ta là cương sức mạnh thì chúng ta phải dùng nhu dùng thế. Mà nếu đối thủ chúng ta mà yếu đuối thì chúng ta dùng cương, dùng lực để chúng ta áp đảo. Cái thế thiếu lâm đó là như vậy. Thì đây cũng vậy, chúng ta phải đối trị mỗi con người trong cuộc đời là mỗi cái tính cách khác nhau. Thẳng thắn cũng có, vòng vòng cũng có, và có những cái trí thức có, bình dân cũng có, đủ hết. Thì chúng ta phải hòa mình nhưng không hòa tan, để chúng ta cảm hóa họ. Đó là cái trách nhiệm lợi tha chúng ta. Nếu chúng ta không có tánh uyển chuyển như dòng nước thì làm sao chúng ta hợp được? Cho nên đa số các vị chúng ta làm với nhau, chúng ta không hợp nhau, bởi vì mạnh ai nấy theo hướng của họ, không có thống nhất chung. Cho nên khi làm việc mà không đúng một ekip là chúng ta khó làm việc, đúng không ạ? Ví dụ như Thượng Tọa Nhật Từ ở đây mà muốn vận hành được cả một cái nhiều Phật sự như thế, hay Đạo Phật Ngày Nay, hay vân vân, thì phải tìm những cái người gọi là cùng ekip. Cùng ekip đây có nghĩa là những người đồng quan điểm, đồng cái tâm tư và đồng cái nhận thức tư tưởng, thì hợp với nhau thì cùng nhau vận hành, nó mới chung một hướng được. Cho nên là người tàu người ta sở dĩ kinh tế người ta giỏi, người ta mạnh, bởi vì người ta tuân thủ ba điều kiện, đúng không? Thiên thời địa lợi và nhân hòa. Còn mình không có. Mình kìm người mình phải coi quẻ đó, coi tuổi tác có hợp hay không hợp. Nó không đúng. Tuổi tác nói thật với các vị, như thế nào gọi là hợp và không hợp? Nếu như mỗi con người bảo thủ cái tánh thì làm sao mà hợp được? Cho nên chỉ có cái tu mới tìm được cái điểm chung thôi. Ví dụ như tôi với Hòa Thượng, mà Thượng Thượng Chí Hạ Quảng là tuổi dần, tôi tuổi thân. Dần thân tị hợi tứ hình xung. Dần với thân là nó trỗi ghê lắm, đúng không ạ? Nên mình chỉ nói về sách vở thôi. Nhưng cụ cũng mậu dần, tôi thì mậu thân. Mà tại sao thầy trò hợp nhau? Hợp cho nên tôi mới được theo cụ gần 10 năm về trợ lý cho cụ. Bây giờ tôi với Thượng Tọa Nhật Từ cũng là cùng mạng đại trạch thổ nè. Thầy Nhật Từ là tuổi Dậu phải không? Đúng không ạ? Kỷ Dậu. Tôi là Mậu Thân. Hai anh em có những gì choảng choảng xong thôi, chứ không có hiềm nhau cả. Vẫn gấp bắt tay làm việc. Cái nhậu hợp là làm thẳng xong rồi thôi. Mình phải có một cái tìm được điểm chung. Chứ không phải là còn mình ở đây là mình thứ nhất là họ hàng thân bằng quyến thuộc, hai là người nào mình thích mình đưa vào. Như thế thì chúng ta không tìm được điểm chung, cho nên cái vận hành chúng ta nó không thành tựu được. Vì vậy cho nên cái hạnh lợi tha này tôi muốn nói rằng là chúng ta phải học cái hạnh như mặt nước. Khi nào chúng ta cần mềm để thấm vô tường thì chúng ta phải mềm. Nhưng khi chúng ta còn cái sức mạnh thì chúng ta phải dùng cái sức mạnh để nâng cái thuyền lên cho những đối tượng quá nặng nề. Và đôi khi chúng ta phải dùng cái sự kiên nhẫn để nước chảy từ từ mà mài hết cả đá cứng nhất, chúng ta cũng mài mòn luôn. Cho nên cái đó là cái vận hành của người về tử Phật. Chúng ta làm sao để mà chúng ta có cái ý đó, là chúng ta phải bảo hộ suy nghĩ. Và hôm nay thì tôi tặng cho các vị hai ví dụ đó để mà đại diện cho cái hạnh tự lợi và lợi tha. Thứ tự lợi là hãy chăm sóc mảnh đất tâm chúng ta trở nên phì nhiêu màu mỡ bằng cái phương pháp giới định tuệ. Và giữ giới như thế nào tôi cũng gợi ý cho các vị rồi. Hoặc giả là những các pháp môn mà chúng ta theo đó thì chúng ta phải nhớ phải hợp căn cơ chúng ta, phải biết trạch pháp thì cái sự tu hạnh tự lợi chúng ta mới hoàn thành được. Cái ví dụ thứ hai là như dòng nước, là bởi vì tôi muốn chia sẻ với các vị dòng nước là như vậy đó, để chúng ta tư niệm, chúng ta ứng dụng vào cái cách ứng xử của chúng ta với đồng đời. Bởi vì con người á, nó nhiều chuyện lắm, nó mệt mỏi lắm, nó phức tạp lắm, thì tâm chúng ta không thể dùng chân chất để ứng dụng được đâu, mà chúng ta phải từ cái chân chất này thiên biến vạn hóa, phải không ạ? Để uyển chuyển đúng đối tượng, đúng tình huống, đúng hoàn cảnh và đúng cái thời điểm. Như vậy thì người đó mới gọi là người biết giao thiệp trong xã hội. Chứ không phải là nói nhanh nhẹn như thế này là hay đâu, không phải. Cho nên cái đó là cái mà tôi muốn tặng cho các vị hai cái món quà đó, là hai cái biểu trưng để mà bổ sung thêm cái hạnh từ lại và lợi tha trên cái con đường mà chúng ta đang đi hoằng pháp và độ sanh.
Mà thật tiếc là tôi cũng muốn nói nữa nhưng mà hết giờ. Cho nên rằng tôi có thể xin phép ngừng ở đây. Lẽ ra còn phải triển khai về cái tính cách nước ứng dụng trong cái môi trường tình huống, nhưng mà không đủ thì thôi, thì chúng ta hẹn lại khi khác. Trước khi dứt lời thì kính chúc tất cả các vị Phật tử chúng ta trong khóa tu được nhiều sức khỏe, nhiều hùng lực, và lúc nào cũng trở thành những sứ giả Như Lai thật sự, tỏa sáng trong cuộc đời bằng cái hạnh pháp hoa của chúng ta. Chúc các vị luôn mãi mãi an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khóa tu ngày an lạc do Chùa Giác Ngộ tổ chức xin khép lại nơi đây. Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-3839-4121, 08-3833-5914, 08-2219-5250. Website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹđạophậtngaynay.com, www.phậtam.com, email chuagiacngovn@gmail.com.